Hello, chào mừng anh chị em đến với kênh Quay Thể Thao nha. Thì hôm qua mình về hàng, mình có hai mặt hàng thì nó hơi có khuynh hướng về làm đẹp á. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua nó nha. Hôm qua mình chỉ lấy mấy mặt hàng bình thường ra rồi mình giới thiệu sơ sơ thôi. Nhưng mà hôm nay là mình sẽ review nó rõ về cho các bạn cái mặt hàng đó nha. Thì đó là cái loại này nè. Thứ nhất là collagen, thì cái dạng này á là collagen mà dạng hyaluronic từ thịt bò và có thêm vitamin C nữa. Collagen là một cái chất mà làm cho mình đẹp da. Da của mình là thành phần là collagen không à. Còn vitamin C này là chống tăng sức đề kháng nè, rồi giảm cái gốc tự chống oxy hóa và giảm hình thành cái gốc tự do. Thì nói chung là hai cái này đều là giúp cho mình trẻ hóa, một phần là sức khỏe còn một phần là trẻ hóa da nha, đẹp da. Rồi thì cái loại này là bạn uống có 40 serving, một lần là một muỗng, à một lần là hai muỗng, một một serving của nó là 10 gram, một muỗng là 5 gram. Thì hôm nay mình sẽ review cho bạn là vị dâu bạc hà hãng Otravit. Thì trước mình cũng giới thiệu sơ qua rồi nhưng mà mình chưa có review thử vị nó như thế nào. Thì cái này của Bedwalka Nutrition các bạn, chính hãng. Cái là cái loại này nữa. Đó, thì cái loại này là atacetin. Thì lúc trước mình cũng đã giới thiệu sơ cái loại atacetin của Otravit rồi. Thì cái loại này cái hàm lượng nó cao hơn là 12 mg. Thì để nói về cái này thì mình phải càng tìm hiểu về gốc tự do nữa. Thì trong cơ thể của mình á là cứ theo thời gian á thì gốc tự do của mình nó hình thành là do cái quá trình già hóa nè, lão hóa, stress nè, rồi tia tử ngoại, tia hồng ngoại, rồi nó cũng như mấy tia mà ánh nắng chiếu vào người á, rồi ô nhiễm môi trường, rồi căng thẳng stress nữa, thì nó sẽ hình thành cái gốc tự do làm cho mình già hóa đi. Thì cái atacetin này là một cái gọi là mình gọi là một cái đơn chất, cũng không biết nên gọi là đơn chất hay sao, nhưng mà người ta gọi là thần dược luôn. Tại vì sao? Tại vì nó chỉ có ở trong loại tảo nè, những loại hải sản thì nó mới có thôi, mấy cái loại thực phẩm bình thường thì nó không có, nằm trong thực phẩm mắc tiền không à. Đó mà cái chất lượng của nó là theo các thông tin từ báo đài á, theo cái thông tin khoa học á, thì nó có lượng chống oxy hóa mạnh gấp nhiều lần, rất là nhiều lần, có tài liệu nó mấy ngàn lần so với lại vitamin C. Thì vitamin C là này nè, thì ngoài lão hóa ngược, cái khả năng của nam giới á, thì nó cũng tăng luôn. Nói chung là mọi thứ nó giống như là mình trẻ hóa lại vậy đó. Nói chung là làm cho mình trẻ lại, sức khỏe nó cũng trẻ lại, mà cái trẻ hóa da nó cũng trẻ lại luôn. Phần đó là sức đề kháng nó cũng mạnh trở lại, và cái gì ta, giảm viêm. Nó thêm một cái nó dành cho mấy bạn gymmer đó là nó giảm viêm mình tập, thì chỗ nào mà nó bị đau nhất á, nó sẽ giảm được cái đó nữa. Thì nói chung là atacetin này là một cái chất mà người ta phát hiện ra khả năng chống oxy hóa cao nhất, gọi là rồ nhất từ trước tới giờ luôn. Người ta tìm ra này là rất là ok. Thì cái này là của hãng Micro Ingredient. Thì này 90 viên, mỗi ngày mình xài một viên. Thì mình dự định mình gỡ ra thì mình sẽ bỏ vào trong cái hũ, đồng thời mình sẽ để cái atacetin ở loại đó trong một thời gian nha. Bây giờ mình review cái vị dâu bạc hà của collagen này nha. Thì cái siêu của collagen bạc hà, collagen vitamin C này của Travis thì nó có cái siêu như vậy. Nó giống như là cái hũ retin vậy thôi. Siêu chắc lắm nha các bạn. Mùi đó thì mình tưởng tượng nó giống như BCA với lại EA vậy đó. Muỗng của nó là nửa serving, một serving là hai muỗng. Cái muỗng y chang như cái muỗng retin của Otravit luôn. Vị thơm lắm các bạn ơi, the bạc hà. Mình mới nghe mùi là mình đã thấy nó màu đỏ nha các bạn. Mình rót ra cho bạn xem nha. Đây, màu đỏ. À, hồng hồng, màu đỏ. Mùi nó lạc lạc nha các bạn, nó không có quá ngọt như là EA của Ruwa này là EA của Yotech. Nó lạc lạc vừa vừa thôi à. Thì nó the the cái mùi bạc hà. Mùi dâu là chủ yếu, mà bạc hà thì khoảng 20%. Rồi còn cái ingredient này, ở lộn, còn cái atacetin này thì các bạn bảo quản á, thì các bạn bảo quản ở trong cái hũ nha. Tại vì cái bịch này nè, mà mình không biết bảo quản á, thì nó sẽ làm cho mình nó đè mấy cái viên này thì nó sẽ làm cho mình cái meo viên này nó bị mốt. Còn
mà nó bể, nó vỡ ra thì nó cũng hơi kỳ. Bảo quản trong hũ thì nó ok hơn. Cái viên của nó cũng giống y chang như cái viên của Octovic vậy. Màu đen, một xíu à. Ngày một viên. Đấy, nói chung là collagen này nó lạc, nó nhạt nhạt nha bạn, nó không có đậm như là EA của Ruan hay là EA của Nutrac. EA Nutrac thì nó ngọt, còn này nó chỉ không the thé thôi, còn nó vị nó đầm đầm, nó nhạt nhạt. Vậy thì hôm nay mình đã review xong Atasatin với collagen vitamin C. Thì tóm lại là hai cái này nó thiên về làm đẹp, sức khỏe thì một phần thôi nhưng mà nó thiên về làm đẹp. À, cái này có một xíu nữa chức năng là chống viêm, chống đau cơ này nữa, chống viêm mụn nữa. Một phần lớn là nó sẽ giảm hình thành gốc tự do, chống oxy hóa mạnh và giúp cho mình tăng sức đề kháng, tăng khả năng nam giới và tăng sức khỏe. À, trẻ hóa da thì bạn nữ dùng cũng là trẻ hóa da luôn, cái này cũng dạng trong trẻ hóa da, tại vì collagen là bổ sung vào sức khỏe của da. Thì ở nữ giới thì dưới 25 tuổi, ở lộn trên 25 tuổi, 24 tuổi là bắt đầu cái hàm lượng, cái số lượng collagen trên da nó sẽ giảm xuống và làm cho mình da mình nó nhăn á. Thì cái này ok nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Bye bye.